nói gì thì nói, thì cô vẫn là người sai đấy. Nghe anh, bọn anh đang muốn phân tích để cho em hiểu và tìm cách để giải quyết cái chuyện này cho êm thấm đi. Em không sai và cũng chả có gì phải giải quyết cả. Các anh và nhất là bà Hoài đang làm nghiêm trọng vấn đề lên đấy. Không nói nhiều nữa, bây giờ mới đi xin lỗi anh chị ấy. Cấm tuyệt đối được bén mảng lại gần anh Hiếu và chấm dứt ngay cái trò nhờ vả gần gũi đi. Mày mà không nghe anh ấy, mày đừng có trách đấy. Anh đừng có ép em. Đã thế nhá, em xem chị ta có giữ nổi chồng với em không. Mày im ngay mồm lại đi. Thôi thôi, bình tĩnh. Tình cảm vợ chồng anh Hiếu mà bền chặt ý, em có muốn chen vào cũng không được mà. Sao anh phải lo? Bây giờ vợ mày nó nhông lên như thế thì mình phải biết nhún nó đi. Mất cái gì? Nhún cái gì? Lần nào cũng thế. Sai hay đúng cũng là em xin lỗi. Bây giờ vợ em cứ được đà chứ mất mặt không được. Xin lỗi vợ mình chứ xin lỗi ai đâu mà sợ mất mặt. Trước vợ tao còn bắt quỳ vỏ mít chứ không phải xin lỗi suông đâu. Bây giờ hai đầu gối khớp háng vẫn bình thường, ngon lành, chả làm sao cả. Em nói hai anh nghe này, chuyện vợ chồng em nó đến cái mức này này, lỗi hoàn toàn không phải là do em. Anh hiểu chưa? Vợ em là không tin tưởng chồng. Em đã bảo là em với cả cái Nhung không có vấn đề gì cả. Bây giờ cứ không tin trong hằn học, thế nọ trách móc, linh tinh. Mà anh bảo cái gì? Là thằng đàn ông đúng nhận sai cãi đúng không? Thì cái là cả đúng cả sai đều phải nhận à? Em không lăng căng nhá. Thế thì khổ quá, mày cứ xin lỗi đại nó một câu thôi. Mất cái chó gì? Mất cái chó gì? Vợ chồng không tin tưởng nhau thì nói cái gì nữa? Em không xin lỗi. Thôi, đừng có buồn nữa. Mai mày cảm thấy cuộc đời mày cực kỳ may mắn khi mà nó không thích mày á. Đúng đấy. Tí nữa thì tao cũng cho nó cơ hội rồi đấy. Nhưng rồi tao lại thôi. Vì tao thấy tao phải có trách nhiệm để cho cái Nhung nó hiểu được cái cảm giác của một người yêu đơn phương. Nó đau khổ, nó dằn vặt, nó buốt giá như thế nào. Nó tưởng nó xinh mà nó kinh. Xinh cái gì? Đấy là các ông chưa nhìn thấy buổi sáng, lúc nó chưa đánh răng rồi. Xinh, xinh quá. Xinh như con tinh tinh sổng chuồng. Tôi ấy, là tôi ủng hộ cái Hoài. Xóm này không chứa chấp cái sản phẩm lỗi như thế. Cái loại phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác đi, nó tổn âm đức lắm. Người đang làm, trời đang nhìn. Cái loại đấy, kiểu gì cuối cùng phải trả giá thôi. Mày công nhận không? Mình ơi, mình. Không sống rồi. Kệ chúng nó. Khuyên rồi, nói rồi. Có phải lần đầu đâu. Tự chúng nó khác biết cách. Nãy cái Hoài đã xui rồi. Nhưng chỉ sợ cậu Hiếu làm căng lại không chịu xin lỗi nó ấy. Không có vấn đề gì cả. Cô cứ về đi. Rồi kiểu gì chả êm, kệ chúng nó. Hiếu!